dựa vào bộ khung những cầu thủ đang chơi bóng tại Nhật Bản tại J-League. Hiệp 1 trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan đã bắt đầu. Ở hiệp 1, cầu thủ Việt Nam bảo vệ cầu môn bên phạm hàng nhỏ của Hát. Pha can thiệp đầu tiên là của Quế Ngọc Hải với một tình huống bật cao, và ngay sau đó là tình huống áp sát của Trọng Hoàng. Tốc độ của Văn Toàn. Sút đột. Không vào. Trận đấu diễn ra chưa được 20 giây chúng ta đã có một cơ hội. Bóng được truyền lên từ Hồng Duy và Văn Toàn đã bắt tốc độ. Đó là điều thú vị mà tôi chờ đợi ở trận đấu này. Đội tuyển Thái Lan mở đầu bằng một đường truyền dài, nhưng gần như ngay lập tức đội tuyển Việt Nam trả lời cũng bằng một đường truyền rất nhanh của Hồng Duy ở tuyến dưới, và tốc độ của Văn Toàn, người được lựa chọn đá chính trong trận đấu này, phát huy được tác dụng. Đó là một sự bất ngờ cần phải có để đội tuyển Việt Nam luôn duy trì được sự chủ động. Cho dù đây là trận đấu mà chúng ta cũng hiểu được rằng không hề dễ để có thể vượt qua người Thái thêm một lần nữa. Có vẻ như đôi công sẽ là thế trận diễn ra ngày hôm nay, bởi vì Thái Lan lúc này vắng những tiền đạo quan trọng của mình, Adisak và Đang Da. Sumachai thì không đá chính ngày hôm nay. Đội Việt Nam đương nhiên lúc này đồng đều hơn so với Thái Lan. Trọng Hoàng. Chúng ta đã chờ đợi sự trở lại của Trọng Hoàng sau chấn thương, và anh đã có mặt từ đầu ở trận đấu ngày hôm nay. Anh Huy ạ, tôi cảm giác rằng đội tuyển Việt Nam đã được ông Park Hang-seo chuẩn bị rất tốt. Chúng ta hiểu những gì mà chúng ta đã tiến trong quãng thời gian vừa qua, nhưng cái cách mà chúng ta chuẩn bị nó được thể hiện ở một vài phút vừa qua. Cầu thủ áo đỏ chơi một cách hết sức nhẹ nhàng, thanh thoát. Trong khi đó thì cảm giác căng cứng như đã từng có ở trận bán kết tại King's Cup vẫn đâu đó bên cạnh cầu thủ Thái Lan. Đúng là như vậy. Chúng ta kiêu hãnh với vị trí của mình, tuy nhiên sẽ chơi với tất cả trách nhiệm và cả sự thăng hoa nữa. Cú đấm bóng thể hiện sự phần nào đó là sự thiếu tự tin. Hơi tiếc một chút cho pha chỉnh bóng vừa rồi của Hùng Dũng. Nhìn một đôi xuất phát thì tôi đã biết là đội Việt Nam sẽ chơi đôi công, có thể là tấn công chủ động nữa, chứ không phải là một thế trận thiên về phòng ngự. Lúc này Thái Lan cũng đang được trẻ hóa. Ông Nishino đang muốn hướng đến tương lai. Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu này thì huấn luyện viên người Nhật Bản Nishino cũng tỏ ra tương đối căng thẳng. Ông đóng cửa với truyền thông. Phải nói rằng không hề dễ để bắt đầu công việc của mình với một đội tuyển đang ở trong giai đoạn như thế này. Dù ông Nishino cách đây chưa lâu đã có được một đỉnh vinh quang ở World Cup 2018 cùng với đội tuyển Nhật Bản. Trận đấu đang diễn ra rất sôi nổi. Pha cản phá của Quế Ngọc Hải, đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Quế Ngọc Hải cùng với Bùi Tiến Dũng và Duy Mạnh là ba cầu thủ đã chơi với nhau nhiều, rất hiểu nhau. Ông Nishino là huấn luyện viên đã từng vô địch cúp C1 châu Á FC Champions League với Thamba Osaka. Ông cũng đã từng vô địch J-League. Cầu thủ đá cánh trái Thiraton đá phạt góc. Pha đẩy bóng ra của Văn Lâm. Trên sân lúc này Thái Lan có 3 cầu thủ đang chơi bóng ở J-League. Đúng những gì mà huấn luyện viên Nishino đã nói lúc đầu, ông dựa vào bộ khung gồm có cầu thủ Thiraton, Thitipan và Chanathip Songkrasin. Cả ba vị trí đó đều thường xuyên được ra sân tại J-League 1. Và đó rõ ràng là một tín hiệu rất tích cực để giúp cho đội tuyển Thái Lan có được một bộ khung vững vàng. Nhưng sự khác biệt lớn có lẽ vẫn sẽ đến từ Chanathip. Chanathip là người đã không chơi trong phần thi đấu của đội tuyển Thái Lan tại King's Cup. Và đó là một sự thiếu vắng đáng kể. Ở AFF Cup năm 2018, giải đấu mà đội tuyển Thái Lan dừng chân ở bán kết, Chanathip cũng không chơi. Thái Lan bắt đầu phát huy được khả năng kiểm soát bóng của mình. Đây là Subachok. Thiraton. Bóng ở bên ngoài sân. Những pha chuyền bóng gắn bó, có cự ly đồng đều, xoay trở nhanh và hướng đi nách trung lộ là cách mà đội tuyển Thái Lan đang triển khai.
với hai thủ phía trên là Chitiwan và Songkrasin thì rất có thể Thái Lan sẽ cố gắng khai thác khả năng quấy phá của Chanathip Songkrasin, sau đó tuyến hai tận dụng cơ hội để dứt điểm. Đó là nét chung trong cách chơi của bóng đá Thái Lan và Nhật Bản. Đây là trận đấu mà Tiến Linh được đá ở vị trí cao nhất trên hàng công của đội tuyển Việt Nam thay cho người đàn anh của mình ở chính câu lạc bộ Bình Dương, Nguyễn Anh Đức. Anh Đức vẫn có tên trong đợt tập huấn này. Và ở V-League cho đến thời điểm này thì anh Đức vẫn là cầu thủ ghi bàn tốt nhất cho Bình Dương, nhiều hơn một bàn so với Tiến Linh. Ném liền cho cầu thủ Việt Nam. Thiraton và Tishando đang là hai cầu thủ chạy cánh của Thái Lan. Có thể nói những cầu thủ chạy cánh của Thái Lan đã được nâng tầm lên rất nhiều từ thời của Kitesak Senamwang. Sau đó phần nào đó cách chơi cánh của Thái Lan đã bị mai một đi dưới thời của Rajivak và sau này là Sirisak. Sau khoảng hơn một phút đầu tiên có phần hơi căng cứng thì dường như sự chủ động tự tin đã trở lại với đội tuyển Thái Lan. Đây là lúc chắc chắn là đội tuyển Việt Nam sẽ cần phải điều chỉnh lại lối chơi của mình. Một tình huống mà trợ lý trọng tài người Qatar Jaber Daman đã căn cứ chính xác. Vào lúc này khán giả đang đi trên đường không có dịp xem vô tuyến, chúng ta có thể theo dõi trận đấu qua các kênh phát thanh VOV1 và VOV2. Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Next Media với mục đích là quảng bá rộng rãi các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup đến đông đảo khán thính giả trong cả nước thông qua nhiều kênh truyền hình và phát thanh. Tình huống cản phá của Duy Mạnh. Pha bóng dứt khoát của Quế Ngọc Hải. Anh Tùng à, với cách chơi này thì Việt Nam sẽ lại có cơ hội ở những pha phản công tốc độ hoàn toàn. Tuy nhiên trước hết chúng ta cần phải duy trì được sự ổn định với những tình huống mà đối phương dâng cao ở hai biên. Đây là cách chơi mà họ sẽ phát huy được một hàng tiền vệ đông người, có được một khả năng tạo sức ép lớn ở khu vực trung lộ, nhưng hướng tiếp cận của cầu thủ Thái Lan vẫn sẽ là nách trung lộ ở ngoài biên. Năm 2016 khi mà Thái Lan vô địch AFF Cup thì họ thi đấu với sơ chiến thuật 3-4-3. Lúc đó cách vận hành của Thái Lan rất giống với câu lạc bộ Chelsea của Anh. Kitesak đã sử dụng hai cầu thủ chạy cánh Cristiano và Thiraton rất hay. Chanathip Songkrasin trong những phút vừa qua chơi ở chính giữa. Đường truyền gần nhất của đội tuyển Thái Lan có vẻ như được dành cho Chanathip, nhưng đó là một đường truyền không chuẩn xác. Trên xe lúc này có hơn 2.000 cổ động viên Việt Nam. Rất nhiều cổ động viên đã sang Thái Lan, tuy nhiên không thể có được vé do nước chủ nhà Thái Lan phân phối vé cho Việt Nam, phải nói là ít. Chỉ hơn 2.000 vé được bán ra cho cổ động viên Việt Nam. Lúc này thì đông đảo khán giả, người hâm mộ đang sát cánh với đội tuyển. Quả đá phạt cho cao thủ Thái Lan. Trọng tài thổi phạt Quế Ngọc Hải. Pha đi bóng của Titipan. Cầu thủ đang chơi tại G-League cho Uita Trinita. Đội bóng đang xếp thứ 8 G-League. Ở trận đấu tại King's Cup vào tháng 6, Thái Lan thua Việt Nam nhưng Titipan đã chứng tỏ được rất nhiều. Một mẫu tiền vệ tốt cả công lẫn thủ. Ở mùa giải này thì Titipan đã chơi 18 trận cho Uita Trinita nhưng không trận đấu nào đá đủ 90 phút. Phong cách chơi dùng nhiều sức của Titipan
là lý do mà Oita Tsunita luôn sử dụng cầu thủ này, có thể là trong đường xuất phát hoặc là dự bị, nhưng luôn là những tình huống đâm lao dùng sức để phá hàng thủ đối phương. Chúng ta cần phải rất tập trung và cảnh giác ở tình huống đá phạt này. Cầu thủ mang trong mình dòng máu Việt Nam Christian Đỗ đá phạt, bóng đập hàng rào. Vào lúc này cả nước đang sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam. Phòng ngự rất dày. Cuộc chiến ở giữa sân phải nói là hết sức quyết liệt. Cả huấn luyện viên đều tập trung lực lượng đông ở khu vực này. Và những nhân tố quan trọng nhất, những ngôi sao, những người có khả năng dẫn dắt lối chơi tạo ra những đột biến của cả hai bên đều gần như chưa có được một dấu ấn nào, cả Quang Hải lẫn Chanathip. Đương nhiên trận đấu ngày hôm nay ngoài tài nghề của cao thủ thì cũng là của đồng chí gia nhà cầm quân lão làng Nishino và Park Hang-seo. Ông Nishino năm nay 64 tuổi, nhiều hơn Park Hang-seo 4 tuổi. Ông Nishino là huấn luyện viên nước ngoài thứ 15 trong lịch sử của đội tuyển Thái Lan. Và trong lịch sử của đội tuyển Thái Lan thì ông Nishino là huấn luyện viên người châu Á đầu tiên dẫn dắt họ. Thái Lan đang chơi với hai trung vệ là Pansa Hengibun và Manuel Bia, cầu thủ gốc Đức. Mất bóng. Đây là Văn Toàn. Phía trong là Tiến Linh. Vẫn là Văn Toàn. Không có cơ hội tạt bóng. Thêm một lần chúng ta thấy tốc độ của Văn Toàn đặc biệt như thế nào. Đó sẽ là một mũi xuyên phá quan trọng ở những pha phản công. Trong số các tuyển thủ quốc gia đang chơi cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thì thời điểm này của mùa bóng 2019, Văn Toàn là người có phong độ cao nhất. Anh đã chơi 22 trận ở V-League mùa giải này và có 7 bàn thắng. Hai đội đang chơi có thể nói là rất cống hiến, tốc độ nhanh. Rất may là ở bên trong chúng ta đã có được sự bọc lót kịp thời của Bùi Tiến Dũng. Hàng thủ ba người của đội tuyển Việt Nam đang chơi vững vàng, chững chạc. Và cắt bóng của Trọng Hoàng. Người vừa can thiệp là Tuấn Anh. Vấn đề là vị trí chứ không phải là mạnh hay yếu. Tuấn Anh vốn đậm chất kỹ thuật và không bao giờ được đánh giá quá cao ở những tình huống tranh chấp tay đôi. Nhưng cách bố trí con người, đội hình, cự ly giữa các cầu thủ đang được huấn luyện viên Park Hang-seo xử lý một cách chính xác. Và cuộc chiến ở khu giữa sân đang là cân bằng. Trọng Hoàng, Duy Mạnh. Đường truyền dài của Ngọc Hải lên cho Văn Toàn. Những pha truyền dài sẽ là vũ khí của đội tuyển Việt Nam. Có thể chờ đợi các pha truyền dài từ trung vệ và tuyến giữa, đặc biệt là của Tuấn Anh. Quả truyền vừa rồi của Quế Ngọc Hải không phải là một tình huống ngẫu nhiên. Nó nằm trong ý đồ của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và chúng ta đã có thể thấy được sự tiếc nuối của Quế Ngọc Hải với đường truyền có phần hơi già một chút. Điểm mạnh trong cách vận hành chiến thuật của ông Nishino luôn là hàng tiền vệ. Điều đó đã từng diễn ra ở G-League và đội tuyển Nhật Bản. Nishino là người thích sử dụng nhiều tiền vệ để áp đảo đối phương ở giữa sân và cũng sẵn sàng không dùng tiền đạo thực sự. Đây là Thirathon. Pha áp sát là của Duy Mạnh.
Cầu thủ Thái Lan đang tỏ ra sắc sảo ở cánh trái với sự có mặt của Thiraton. Cầu thủ có thể nói là đá cánh trái ở đẳng cấp châu Á. Thiraton và Chanathip là những người đã không có mặt ở AFF Cup. Không nguy hiểm đối với thủ môn Văn Lâm. Cú đánh đầu là của trung vệ Pansa Heavybon. Người chia bóng bên phía góc trái là Thiraton. Với thế hệ vàng của Thái Lan cách đây 20 năm, vị trí góc trái khó hay qua mặt được Dusit Chalemsang, một người cũng đã từng gắn bó với bóng đá Việt Nam trong màu áo của Anh Gia Lai với những chức vô địch các năm 2003 và 2004. Ở thời điểm cùng thi đấu với Dusit trong màu áo của Anh Gia Lai, ngoài góc trái mà chúng ta vừa nhắc tên, đương nhiên không thể quên được Kiệt Isaac và còn một người nữa, đó là Tawan Sripan, người vào thời điểm hiện nay đang là một trong những trợ lý của huấn luyện viên Akira Nishino. Trước khi lên tuyển làm trợ lý cho Nishino thì Tawan đã từng dẫn dắt những đội bóng nổi tiếng của Thái Lan như là Muang Thong, Bektero Sasana và Suvanburi. Ở thời điểm mà Hoàng Gia Lai mới lên chơi ở V-League, tập hợp rất nhiều những ngôi sao cả của Thái Lan lẫn Việt Nam, thì các cầu thủ đã từng chơi cho Hoàng Gia Lai đều thừa nhận một điều rằng họ học rất nhiều từ bộ ba Thái Lan, Kiệt Isaac, Dusit và cụ thể là Tawan Sripan, với những pha xử lý, xoay sở, dứt điểm cũng như chuyền bóng. Đó luôn là những tình huống xử lý mang tính mẫu mực. Có khoảng trống. Quang Hải. Văn Toàn. Văn Toàn xoay sở nhanh và bật vọt rất tốt. Tristan Đỗ là người vừa kịp thời can thiệp. Tiếp theo sẽ là quả phạt góc bên cánh trái cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ đá phạt góc là Đỗ Hùng Dũng. Quả phạt góc ở tầm thấp, tuyến hai dứt điểm. Rất tiếc là bóng đi quá bổng. Cú đá của Tuấn Anh. Khi mà Tuấn Anh đá với Hùng Dũng giữa sân thì đương nhiên Tuấn Anh sẽ có thể chơi tự do hơn. Còn Hùng Dũng thiên về phòng ngự. Cơ hội được diễn ra và kết thúc có phần đáng tiếc với người Việt Nam. Đúng là đáng tiếc cho Tuấn Anh. Hai tiền vệ của đội tuyển Thái Lan trong tình huống phòng ngự vừa rồi có phần hơi thiếu tập trung. Thủ môn Sivorak của đội tuyển Thái Lan lúc này đã 35 tuổi và là người lớn tuổi nhất trên sân lúc này. Thiraton. Cần phải rất cảnh giác với góc trái của Thái Lan. Cú sút ra đã bị chặn lại. Vẫn là cánh trái. Rất may là bóng đi chạch cầu môn. Một tình huống Văn Lâm đã băng ra tuy nhiên không thể đấm bóng. Titiban đã tiếp cận cầu môn. Trong cả hai tình huống tạt bóng liên tiếp vừa qua thì Titiban luôn là người tiếp cận. Nếu như quả tạt bên phía cánh trái, Titiban có phần vào sớm hơn. Thì ở tình huống cuối cùng, sự nguy hiểm đã có cơ hội xuất hiện trước khung thành của Đặng Văn Lâm. Đây là pha bóng mà cả trung vệ lẫn thủ môn của đội tuyển Việt Nam đều chậm hơn đối phương chút ít. Tốc độ chơi nhanh, nhịp chơi có sự liên lạc là điều mà Thái Lan đã duy trì được tương đối tốt trong những phút đã qua. Phút thứ 20 của trận đấu, tỷ số đang là không đều.
trận đấu mới diễn ra được 20 phút, tuy nhiên đã thấy được dấu ấn nhất định của ông Nishino. Ông đã biết phát huy khả năng về kỹ thuật và chơi gắn kết của cao thủ Thái Lan. Những miếng đá quen thuộc, có thể nói là truyền thống của Thái Lan nhiều năm trước đây, chúng ta cũng đã thấy lại qua một số pha bóng. Cầu thủ Thái Lan trước đây rất mạnh trong những pha leo biên và chuyển cánh, và nếu chúng ta sở thì đưa bóng vào trung lộ để dứt điểm tuyến hai. Tôi nghĩ rằng vấn đề của đội tuyển Việt Nam ở ít phút vừa rồi đó là vai trò của Quang Hải. Đây là lúc mà hàng tấn công ba người của đội tuyển Việt Nam có Tiến Linh ở giữa, có Văn Toàn tốc độ để sẵn sàng thực hiện những tình huống phản công, nhưng Quang Hải phải thấp hơn một chút để tạo ra những tình huống làm cầu nối. Pha bóng tấn công nguy hiểm vừa qua của đội tuyển Thái Lan đến từ một tình huống mà khi bóng được tuyến dưới phất lên, Quang Hải bị trượt chân, lỡ chớn, không kiểm soát được để cho đối phương tiếp tục duy trì sức ép. Đúng là chúng ta cần có những pha giật về của cầu thủ tấn công, bởi vì Nishino vốn rất giỏi trong việc dùng một hàng tiền vệ đông người hơn đối phương. Pha cản phá của Bùi Tiến Dũng, su pha chốc. Đã xuất hiện những khoảng trống tương đối là đáng lo ngại giữa Duy Mạnh và Trọng Hoàng. Anh Tùng có thấy là một cách chơi có thể nói là cũng rất giống với bóng đá Nhật Bản không? Những pha đan bóng và chạy chỗ, chuyền bóng rất nhuyễn. Luân chuyển trái bóng rất nhiều, các tiền vệ chơi tích cực. Ý tưởng chơi bóng của huấn luyện Nishino dễ dàng được chuyển giao khi mà có những cầu thủ như Chanathip, Thiraton hay Titipan. Trong số các cầu thủ Thái Lan đang chơi Nhật Bản, rõ ràng Chanathip là một biểu tượng, là một tấm gương. Anh đã có 3 mùa giải liên tiếp chơi ở J-League và là một phần rất quan trọng của câu lạc bộ Consadole Sapporo. Lúc này thì Consadole Sapporo đang xếp thứ tư ở J-League. Christian Đỗ, những pha đập nhà nhuần nhuyễn. Ứng phó với sự năng động của đội tuyển Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo đang cho các học trò của mình chơi với một đội hình vừa phải hơn. Hàng tấn công ba người đã thu lại thấp hơn chút ít, và đương nhiên sau một loạt những pha tăng tốc thì đội tuyển Thái Lan cũng phải điều chỉnh lại nhịp chơi. Họ cũng không cần phải quá vội vàng, đây mới chỉ là thời điểm giữa hiệp thi đấu đầu tiên. Pha trả bóng của Quang Hải, bây giờ là lúc mà Việt Nam chuyển sang cách chơi theo kiểu cửa dưới, điều mà chúng ta đã rất quen thuộc dưới thời Park Hang-seo. Ở châu Á thì đã hình thành khái niệm khối kim cương của Park Hang-seo với cách chơi phòng ngự chắc chắn, kín kẽ. Su pha chốc, thêm một quả phạt góc cho đội tuyển Thái Lan. Suvachok đang chơi bóng cho Buriam Jutit. Đường xuất phát của Thái Lan ngày hôm nay có 4 cầu thủ của Buriam, 2 cầu thủ của Muang Thong, những đồng đội của Đặng Văn Lâm. Còn Buriam là câu lạc bộ cũ của Lương Xuân Trường. Thiraton, cầu thủ Việt Nam lúc này rất cần những sự động viên, và nhà tài trợ của đội tuyển là ứng dụng gọi xe Bi của công ty cổ phần Bi Group sẽ trao phần thưởng 50 triệu đồng cho mỗi bàn thắng mà Việt Nam ghi được vào lưới Thái Lan ở trận đấu ngày hôm nay. Lúc này đây phút thứ 25 và tỷ số vẫn là 0-0.
Người lấy bóng là Tuấn Anh. Tiếp tục là đường truyền của Tuấn Anh. Trọng Hoàng, đường truyền vào chân trái. Tiến Linh, Văn Toàn, không tới được Văn Toàn. Bộ ba tấn công cần phải liên lạc với nhau tốt hơn ở những tình huống mà chúng ta có bóng. Subhachok, Subhachok là người thường xuyên ra sân bên trái hỗ trợ cho Piraton. Trọng tài đã thổi phạt Duy Mạnh. Thêm những chi tiết để khẳng định dấu ấn của huấn luyện Akira Nishino với đội tuyển Thái Lan. Subhachok giữ bóng tốt ở biên trái, thay vì xuống biên bó vào trong để gây khó dễ cho Duy Mạnh. Giữ bóng tốt và tốc độ luôn là những điểm có thể nói là nổi bật nhất của bóng đá Nhật Bản. Pha treo bóng của Thiraton. Đặng Văn Lâm đã bắt được bóng. Câu lạc bộ Muang Thong của Đặng Văn Lâm đến lúc này đã 4 lần vô địch Thái Lan. Buriam Jutit vô địch 7 lần. Di Mạnh. Trọng Hoàng. Tuấn Anh. Nguyễn Ngọc Hải. Không việt vị, rất nỗ lực, dừng được bóng rồi. Rất tiếc là bóng đi quặp vào quá sâu gần cầu môn. Chiorak là thủ môn thường xuyên được bắt chính ở AFF Cup 2018, giải đấu mà Kawin không góp mặt. Kawin cùng với Thiraton và Chanathip Songkrasin là ba sứ mặt đáng tiếc của Thái Lan ở giải bóng đá Đông Nam Á cuối năm ngoái. Trong ba trung vệ của Việt Nam thì Bùi Tiến Dũng vẫn thi đấu ở bên trái, bên phải là Duy Mạnh, ở giữa là Quế Ngọc Hải. Những giây phút khó khăn đã trôi qua và trận đấu đang trở lại thế cân bằng. Cũng không thể có đâu sức lực mà ép sân và đá nhanh liên tục được, đặc biệt là với bóng đá Đông Nam Á. Hồng Duy. Đá phạt cho Việt Nam. Đôi bàn phạm lỗi với Bùi Tiến Dũng. Đó là Titipan. Titipan là cầu thủ toàn diện và cũng nhiều tiểu xảo. Chúng ta hẳn là còn nhớ tình huống anh đã vả vào mặt Đoàn Văn Hậu ở Kings Cup. Pha tranh chấp có lỗi của Tuấn Anh. Tuấn Anh đã phạm lỗi với Chanathip. Đến lúc này chúng ta chưa thấy nhiều dấu ấn của Chanathip, cũng giống như Quang Hải bên phía Việt Nam. Tuy nhiên Quang Hải cũng như Chanathip là những cầu thủ tài năng và luôn sẵn sàng bùng nổ, luôn sẵn sàng thăng hoa
tạo ra khác biệt. Ba mươi phút đầu tiên của trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam đã trôi qua với sự bình yên của hai khung thành. Mỗi đội đều đã có những cơ hội phía trước các thủ môn Sivarak và Đặng Văn Lâm. Nhưng một tình huống thực sự dứt điểm trúng đích là điều cả hai đều chưa có. Khả năng giữ bóng của đội tuyển Thái Lan cũng như ý tưởng triển khai lối chơi có sự gắn kết là điều mà ông Nishiro cùng với các học trò có phần nhỉnh hơn. Nhưng đây vẫn là một thế trận không quá bị động của đội tuyển Việt Nam. Hiraton. Quế Ngọc Hải. Đỗ Hùng Dũng. Trọng Hoàng. Đường chuyền của Quang Hải. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật của đài truyền hình tiết số VC trận đấu giữa đội Việt Nam và Thái Lan ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Để phục vụ khán giả trong cả nước thì đài tiếng nói Việt Nam, đài VTC và Next Media sẽ cấp quyền cho các đài phát thanh truyền hình trong cả nước nếu có nhu cầu, và tất cả đơn vị có yêu cầu tiếp sóng sẽ có thể tiếp sóng nguyên trạng. Đường chuyền của Hùng Dũng. Quang Hải. Hiraton. Cảm giác vị trí của số 3 Thái Lan luôn rất tốt. Đường chuyền không được như ý của Quế Ngọc Hải. Có thể thấy được mặt sân lúc này không được tốt. Trước trận đấu đã có mưa to. Đường chuyền lỗi là của Manuel Tombia. Thiraton. Supachok. Cầu thủ Việt Nam cố gắng chơi kín ghé không để Thái Lan đưa bóng về cho tuyến hai dứt điểm. Cú đinh đầu pha bóng của Bùi Tiến Dũng. Thiraton. Supachok. Cố gắng chơi rất kín kẽ. Những pha đưa bóng vào trung lộ để tuyến hai dứt điểm là vũ khí rất lợi hại của Thái Lan. Từ đầu trận chúng ta đã rất cảnh giác không để đội bạn làm điều này. Trọng Hoàng vừa có một tình huống lăn xả. Hết sức nguy hiểm. Bóng đi hơi cao so với đà bật nhảy của cầu thủ Thái Lan. Thitipan luôn sẵn sàng dâng lên, trở thành cầu thủ đá cao nhất, mặc dù anh là một tiền vệ trung tâm. Cách chơi của Thái Lan khá biến ảo. Đó là một tình huống phòng ngự mà chúng ta cần phải hết sức lưu tâm. Nguyễn Phong Hồng Duy sẽ chẳng bao giờ là đối thủ với Thitipan khi tranh chấp tầm cao. Khi chơi ở V-League thì các hậu vệ Việt Nam, những người nhỏ bé hơn cũng đã thường phải đối mặt với những tình huống tương tự khi đối mặt với các tiền đạo ngoại. Một tình huống nguy hiểm. Lỗi việt vị. Đã có lỗi việt vị, tuy nhiên đó là tình huống mà chúng ta phải hết sức rút kinh nghiệm. Cú đá lên của Văn Lâm đã không được như ý. Một phần lỗi do sân trơn. Ở mùa giải trước thì
Chanathip có 8 bàn thắng cho Consadole Sapporo. Còn ở mùa giải 2019 thì anh đang đã có 4 bàn thắng cho đội bóng anh đang phục vụ ở J-League, cùng với đó là 6 đường chuyền thành bàn. Đó là những con số hết sức ấn tượng. Pha băng giá kịp thời của Ngọc Hải. Đội vô chuyền bóng là Duy Mạnh, còn bây giờ là Trọng Hoàng. Trọng tài không thổi phạt Kirathon. Trong thế trận thế này thì chúng ta sẽ rất kỳ vọng vào những tình huống xoay sở kỹ thuật nhanh của Văn Toàn và Quang Hải để đánh vào bộ đôi trung vệ đội bạn Pansa và Manuel Bia. Bộ đôi trung vệ Thái Lan là những người thể hình tốt nhưng xoay sở chậm. Bóng đá Thái Lan tham gia vòng loại World Cup từ chiến dịch hướng tới giải đấu năm 1974. Và cho đến nay thì họ đã hai lần lọt vào vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á. Đó là các chiến dịch vòng loại World Cup 2002 và lần gần đây nhất World Cup 2018. Tuy nhiên đều là những lần mà bóng đá Thái Lan không thể có được những kết quả thuận lợi. Thậm chí họ không thắng nổi trận đấu nào. Ở vòng loại của World Cup 2018, họ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Kiatisak ở cùng bảng đấu với những đội bóng lớn của khu châu Á như Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Australia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Iraq. Họ chỉ có được 2 trận hòa, cùng với đó là 8 trận thua. Với lý do là Thái Lan không thành công ở vòng loại thứ 3 của vòng loại World Cup thì lãnh đạo của Pháp, tức là Liên đoàn Thái Lan đã sa thải Kirathon, thay vào đó là người được coi là huấn luyện viên giỏi hơn Rajevac. Tuy nhiên Rajevac đã tỏ ra không phù hợp với Thái Lan. Có thể nói giai đoạn Rajevac giữa Thái Lan là một khoảng lặng, một khoảng tối của bóng đá Thái Lan, một sự đứt đoạn trong quá trình phát triển của bóng đá Thái Lan. Bóng đá Thái Lan đã từng hai lần dự Thế vận hội, các năm 1956 và 1968. Trước đây bóng đá Thái Lan đã từng 3 lần vào bán kết của ASEAN và một lần giải ba của Asian Cup. Manuel Bia. Pha chồng biên không thành công. Quả thật là với những gì Thái Lan đã thể hiện, chúng ta thấy việc chơi với một đội hình không phải thiên về phòng ngự là hợp lý. Không biết anh Tùng nghĩ thế nào chứ tôi thấy nếu mà chúng ta chơi thiên về phòng ngự có thể sẽ bị cuốn vào những pha đập nhả của bạn và sẽ rất nguy hiểm. Hôm nay thì ông Panser đã khiến nhiều người bất ngờ khi bố trí đội hình có chất tấn công nhiều hơn để có thể sẵn sàng đôi công và không bị động. Tôi nghĩ rằng đó là một sự lựa chọn có cơ sở. Và 40 phút thi đấu đã qua của trận đấu, dù Thái Lan là những người triển khai mạch lạc hơn, giữ bóng nhiều hơn, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì được khả năng kiểm soát nhất định. Chúng ta không quá bối rối với những tình huống mà đối phương tấn công. Chúng ta có đủ lực lượng để phân bổ. Chỉ có điều là những tình huống đáp trả có phần hơi ít. Và có thể điều đó sẽ xuất hiện trong phần còn lại của trận đấu nhiều hơn, đặc biệt là hiệp 2. Văn Toàn, Bùi Tiến Dũng, bóng được chuyền cho Tiến Linh làm tường. Đã có lỗi của Chanathip. Hai ngôi sao đường chờ đợi nhất đều chưa tỏa sáng. Ừ.
Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải. Trọng Hoàng. Đỗ Hùng Dũng. Những phút cuối cùng hiệp 1 của trận đấu. Đường truyền là của Quế Ngọc Hải. Lỗi việt vị của Văn Toàn. Các cầu thủ Việt Nam đã cố gắng cầm giữ bóng, chuyền bóng cho nhau làm giảm tốc độ trận đấu và bất ngờ phản kích. Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng đều là những người có thể chuyền bóng phát động tốt. Trong chặng đường đã qua ở V-League trong màu áo của câu lạc bộ Viettel, Quế Ngọc Hải đã không ít lần thực hiện những đường truyền thành bàn từ tuyến dưới. Và ý đồ chơi mà huấn luyện viên Park Hang-seo xây dựng cho đội bóng áo đỏ ở những phút vừa qua có rất nhiều những dấu ấn từ tuyến dưới của Quế Ngọc Hải với những đường truyền phát động. Trọng Hoàng. Chúng ta chờ đợi Trọng Hoàng sẽ phát huy được kinh nghiệm của mình trong bối cảnh mà anh mới khỏi chấn thương. Trọng Hoàng đã rất nỗ lực để có thể trở lại và đá chính ở trận đấu ngày hôm nay. Chu Văn Chốc. Rất nguy hiểm. Không phải lần đầu tiên Chu Văn Chốc có pha đi bóng bẻ vào trong và thực hiện tình huống dứt điểm. Đã hơn một lần trong trận đấu này, Đỗ Duy Mạnh bị đối phương có phần qua mặt khi gạt trái bóng vào trong chứ thay vì đi xuống sát từ bên ngang. Đây là tình huống mà có lẽ là Duy Mạnh cần phải rút kinh nghiệm. Khoảng trống của phần sân còn lại rõ ràng là không quá lớn và đối phương sẽ không có xu hướng đi xuống biên mà sẽ có nhiều hơn những tình huống bẻ vào trong. Và thực tế là Chu Văn Chốc đã có, theo tôi là 2 lần, và Duy Mạnh chắc chắn cần phải nhớ tình huống này. Trong hiệp một này, Chu Văn Chốc và Thiraton đã phối với nhau rất tốt. Thiraton thuận chân trái, còn Chu Văn Chốc thuận chân phải và sẵn sàng có những pha đi bóng vào trong dứt điểm. Đường truyền của Thiraton. Tristan Đỗ. Đến lúc này thì cánh trái của Việt Nam với sự chấn giữ của Hồng Duy và yểm trợ của Bùi Tiến Dũng đã chơi an toàn. Cánh phải Thái Lan gây áp lực cũng không mạnh như cánh đối diện. Tôi nghĩ rằng việc Trọng Hoàng đã vượt qua giai đoạn chấn thương để trở lại trong trận đấu này là một yếu tố vô cùng quan trọng giúp cho ông Park có được đầy đủ niềm tin. Hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam đã phải đối mặt với rất nhiều những đợt tấn công bên phía cánh trái khi mà Thiraton hoặc là Chu Văn Chốc phối hợp với nhau, nhưng cơ bản là chúng ta vẫn đảm bảo được vị trí. Điều đó chắc chắn có phần đóng góp của Trọng Hoàng, một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và đã có một sự trưởng thành với chính mình, làm mới chính mình trong hơn một năm qua. Và chắc chắn là lúc này trên ghế dự bị thì Việt Nam có những cầu thủ chất lượng hơn so với Thái Lan. Rất nhiều khả năng hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa và chúng ta chờ đợi những con người mà chúng ta có hiệp 2 vào sân tạo ra khác biệt. Hồng Duy. Vâng, điều anh Huy vừa nói làm tôi nhớ lại những chiến dịch mà chúng ta đã được cảm nhận những giây phút có thể nói là sung sướng đến từ kết quả và trước đó đến từ bàn tay có thể nói là lão luyện của huấn luyện viên Park Hang-seo với những phương án chuẩn bị, với những tình huống thay người. Trong một thế trận cân bằng, đội tuyển Việt Nam sẽ duy trì được một sự kiểm soát và thường có sự bùng nổ đâu đó ở nửa cuối của trận đấu. Rất nhiều lần như vậy rồi, phải không anh Huy? Đúng là như thế. Và trọng tài thứ tư vừa giơ biển báo hiệp 1 chỉ có 1 phút vừa rồi. Trọng tài thứ tư là ông Kasim Al-Hadmi người Oman.
Ngay cả các phóng viên Thái Lan cũng thừa nhận lúc này Việt Nam có lực lượng dày hơn so với Thái Lan. Đội hình chính của Việt Nam nếu xuất phát với những con người mạnh nhất cũng đồng đều hơn. Tôi vẫn rất chờ đợi những tình huống mà chúng ta có thể tấn công tốc độ vào vị trí của hai trung vệ Thái Lan. Và như vậy là trọng tài người ta An Apa đã nổ vào các hiệp một trận đấu giữa đội Việt Nam và Thái Lan. Hiệp hai trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam đã bắt đầu. Hiệp hai Việt Nam bảo vệ cầu môn bên trái và nhỏ các bạn. Trong hiệp một thì những ngôi sao được chờ đợi nhất của hai đội đều đã không tỏa sáng, đó là Quang Hải và Chanthip Songkrasin. Đội Việt Nam đã có cơ hội ngay ở những giây đầu tiên, chính xác là giây thứ 18 đã có cơ hội. Rất tiếc là chúng ta đã không thành công. Và sau đó Thái Lan đã triển khai một lối chơi nhuần nhuyễn có dấu ấn của ông Nishino. Trong thế trận có những lúc bị động nhưng Việt Nam về cơ bản vẫn bảo đảm cái lưu hình và chơi an toàn. Đây là Subhachok, cầu thủ đã chơi rất hay trong hiệp 1. Và lúc này thì Công Phượng sẽ là người đá cao nhất trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Trong hiệp 1, Tiến Linh có một vài tình huống có thể làm tường, nhưng cầu thủ của câu lạc bộ Bến Tre Bình Dương đã không thể làm tròn vai trò của mình. Phía trên lúc này thì đội tuyển Việt Nam đang có một hàng tấn công gồm những cầu thủ không quá cao lớn nhưng đậm chất kỹ thuật, có khả năng chơi kết dính và đặc biệt mạnh về mặt tốc độ. Tình huống của Công Phượng và Văn Toàn có thể sẽ là lý do khiến cho hàng thủ của Thái Lan gặp khó ở hiệp thi đấu thứ hai. Ở hiệp 1 của trận đấu, hai trung vệ Thái Lan là Pansa và Monambia đã có một số tình huống tỏ ra chậm. Tuy nhiên rất tiếc là cầu thủ Việt Nam đã không khai thác được nhiều. Hy vọng hiệp 2 với sức mặt của Công Phượng thì Việt Nam sẽ chơi nhanh hơn ở những pha bóng tiếp cận với vòng cấm Thái Lan. Pansa Thiraton cầu thủ Thái Lan đã không thể liên lạc với nhau. Thiraton và Subhachok. Ở hiệp 1 của trận đấu, Thái Lan của huấn luyện viên Nishino đã chơi theo kiểu không có tiền đạo thật sự. Phía trên cùng là ba cầu thủ Subhachok, Thitipan và Chanthip. Tuyến giữa cùng có Thanabun, Pitiwat và Sarak. Trong cách chơi của đội Thái Lan ở hiệp 1 thì Thiraton và Subhachok tương đối hiệu quả bên phía góc trái. Trong khi đó thì ở phía trong, Thitipan là người thường xuyên có những tình huống áp sát, sẵn sàng uy hiếp. Và cơ hội tốt nhất của đội Thái Lan trong hiệp 1 cũng là pha bóng mà Thitipan đã chơi như một trung phong. Vẫn là một tình huống đối mặt giữa Duy Mạnh và Subhachok. Trong hiệp 1, Subhachok đã có những pha tấn công rất nguy hiểm vào vị trí của Đỗ Duy Mạnh. Trọng tài Anas và Saud người Qatar cho đến lúc này đã kiểm soát trận đấu rất tốt. Trong số tất cả các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 ở khu châu Á vào thời điểm này, có lẽ không có trận đấu nào nóng bằng trận đấu này. Và ở những phút đá qua của trận đấu thì cũng không ít những tình huống mà cầu thủ hai bên đã sử dụng tiểu xảo để duy trì sự lợi thế cho chính mình. Nhưng cái cách mà trọng tài đến từ Tây Á kiểm soát trận đấu tôi cho là rất khôn khéo. Nó không khiến cho trận đấu trở nên nóng quá mức và dẫn đến những pha bóng có thể nói là sụp đổ cho một bên nào đó.
Bùi Tiến Dũng, Chanathip, pha đi bóng của Chanathip Song Krasin, quả phạt lên, Chanathip bị thổi phạt chứ không phải là Bùi Tiến Dũng. Trợ lý trọng tài đã can thiệp có thể nói là rất chính xác, không hề có tác động của Bùi Tiến Dũng. Chanathip mất đà và tự ngã. Quyết định rất chính xác của tổ trọng tài. Qatar là chủ nhà World Cup 2022 và trọng tài Ali Abda chính là trọng tài số 1 của Qatar. Gần đây ông thường xuyên bắt chính ở những trận đấu đỉnh cao của châu Á. Cú chạm bóng vừa rồi là của Hùng Dũng. Manuel Bier. Chanathip. Rất nguy hiểm. Vẫn còn. Liên tiếp những tình huống tạo sức ép. Đã có những cú sút được tạo ra. Cú đá đi trúng khung thành là của Thitipan. Đội bàn đã phạm lỗi trong một tình huống mà đội Việt Nam cố gắng thoát pressing, đưa bóng lên. Pha phạm lưới của Sarac Yoen, cầu thủ đang chơi cho Bong Thong. Chúng ta xem lại pha dứt điểm góc hẹp của Thitipan. Đây là cầu thủ rất toàn diện. Ở góc sút vừa rồi thì khả năng thành công của Thitipan là không cao. Nhưng cái cách mà cầu thủ Thái Lan tiếp cận cơ hội với tốc độ nhanh và mạnh dạn dứt điểm là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Đáng khen cho Đặng Văn Lâm làm tốt nhiệm vụ của mình, khép góc tốt, phản xạ hợp lý và đẩy bóng ra ở khu vực an toàn. Tất cả những chi tiết đó tưởng là nhỏ, nhưng nếu như chúng ta chỉ cần một chút sơ sẩy, mọi chuyện hoàn toàn có thể sẽ trở nên khó lường hơn, phức tạp hơn. Một tình huống đạp rất nguy hiểm của Thitipan đối với Quế Ngọc Hải. Thitipan là cầu thủ toàn diện và cũng rất nhiều tiểu xảo. Chúng ta đã chứng kiến điều này ở trận đấu tại King's Cup. Pha bóng xứng đáng và nhận thẻ của số 8 Thái Lan. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng đang chơi rất nỗ lực sau thời gian phải dưỡng thương. Chúng ta hy vọng hiệp 2 Trọng Hoàng và Duy Mạnh sẽ phối hợp tốt hơn, không để đội bạn thường xuyên tấn công vào cánh phải đội Việt Nam. Văn Toàn. Hồng Duy. Hiệp 2 chúng ta cũng chờ đợi những pha phản kích của Hồng Duy. Công Phượng. Công Phượng đã không thể vượt qua hậu vệ đội bạn. Đường truyền là của Trọng Hoàng. Pha cắt bóng của Pansa Henry Bull, trung vệ có chiều cao 1m90. Trọng Hoàng rất nỗ lực. Đường truyền của Quế Ngọc Hải.
Tuấn Anh. Lại là Tuấn Anh. Cầu thủ Thái Lan vừa hỗ trợ cho nhau rất tốt. Đường phát triển tấn công của đội tuyển Việt Nam trong tình huống vừa rồi với Quang Hải đã bị chặn lại bởi hai hậu vệ của đội tuyển Thái Lan. Những đường lên bóng vừa rồi của đội tuyển Việt Nam chưa tìm ra được những kẽ hở, chưa có khả năng tiếp cận những cơ hội, nhưng ít nhiều việc dâng cao lên, đẩy những tình huống lên phía trước cũng khiến cho đối phương phải cẩn trọng hơn. Đó cũng là một cách phòng thủ. Lại là một pha tấn công biên của Suvachok. Thiraton, Suvachok. Đến lúc này Suvachok là cầu thủ nổi bật nhất của Thái Lan. Xoay người sút ngay. Cú đá của Thitipan. Duy Mạnh. Trọng Hoàng. Cả hai bên đều cố gắng giữ tư hình cả trong tấn công cũng như phòng ngự. Suvachok. Trọng tài đã không thổi phạt. Suvachok, không phải, đó là Thiraton. Nguy hiểm, Chanathip. Bùi Tiến Dũng và một cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam đã kịp thời băng vào. Rất nguy hiểm. Liên tiếp những cú sút xa. Biến đánh sở trường của đội Nhật Bản và Thái Lan trong quá khứ đã bắt đầu xuất hiện trở lại. Có thể nói là cả 6 cầu thủ đá trên cao nhất của Thái Lan đều có thể sút xa. Từ Suvachok, Thitipan, Chanathip cho đến Pitiwat, Sarak và Thanabun. Đến lúc này Thái Lan vẫn chưa thay người. Thiraton. Pha hỗ trợ phòng ngự là của Văn Toàn. Suvachok. Cầu thủ Thái Lan vẫn tỏ ra rất thuần thục với những pha bóng ở bên cánh trái. Đường chuyền của Chanathip. Rất may là đội bàn đã không thể xử lý gọn gàng. Thanabun. Thanabun là người đá thấp nhất ở tuyến giữa của Thái Lan. Ở tình huống tấn công gần nhất của đội tuyển Thái Lan, một lần nữa bóng lại treo sang vị trí phòng ngự của Nguyễn Phong Hồng Duy. Và Thitipan đã đứng ngay sát bên cạnh. Hồng Duy để bóng qua đầu. Cho dù đoạn cuối của pha bóng không phải là một tình huống quá nguy hiểm, nhưng pha đổi hướng tấn công này của đội tuyển Thái Lan đã được thực hiện ít nhất là vài lần trong những phút đã qua. Và Hồng Duy chắc chắn sẽ cần phải quan tâm nhiều hơn đến vị trí đứng của mình và cách di chuyển của đối phương để có thể có được những phương án phòng ngự tối ưu. Cầu thủ của Mường Thong Sarak Yuen đang bị đau. Pha va chạm giữa Trọng Hoàng và số 4 đội bạn. Chúng ta xem lại pha bóng rất kỹ thuật của Chanathip Songkrasin. Tôi thì quan tâm nhiều hơn đến đường mở bóng sang cánh phải cho Thitipan.
nó giàu tính chiến thuật và có đầy đủ cảm giác của Chanathip. Và nếu như Thitipan xử lý quyết liệt hơn thì tình huống đó hoàn toàn có thể đem đến một rắc rối không nhỏ cho Đặng Văn Lâm. Thực ra thì những pha bóng như vậy cách đây 4 năm chúng ta cũng đã thấy ở Thái Lan rất thường xuyên dưới thời Kitisak. Kitisak với kinh nghiệm và thâm niên của mình đã giúp cho Thái Lan có một lối chơi đẹp và rất hiệu quả. Rất tiếc là những bất đồng trong nội bộ liên đoàn Thái Lan đã khiến cho Zico Thái phải ra đi. Rất nhiều người chắc chắn vẫn còn nhớ pha bóng như làm xiết của cầu thủ Thái Lan ghi bàn vào lưới Việt Nam ở sân Mỹ Đình cách đây 4 năm. Sau 4 năm mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ Việt Nam tạm thời vươn lên. Tuy nhiên nếu như Thái Lan có sự thay đổi tích cực dưới thời Nishino thì theo chúng tôi đó cũng là một điều rất là tốt cho sự phát triển chung của bóng đá Đông Nam Á. Khi mà Việt Nam và Thái Lan đã xác định là mình vươn tầm lên thì nếu có một cuộc đua song mã của hai nền bóng đá cũng là chuyện rất tốt. Trong hiệp 1 của trận đấu, vị trí của Hùng Duy ít gặp phải thử thách hơn so với Trọng Hoàng. Hơi khó hiểu trên đường truyền vừa rồi của Đặng Văn Lâm. Công Phượng. Thon, Subachok. Đường truyền vào là của Tristan Đỗ, không có lối về vị của cầu thủ Thái Lan. Trọng Hoàng đang nằm sân. Trong thành phần sang Thái Lan lần này, ban huấn luyện đội Việt Nam có 3 người đồng hương của ông Park Sơ. Ngoài trợ lý số 1 Yang Jin còn có bác sĩ Cho Ju Yang và huấn luyện viên thể lực Park Sung Kim. Lee Yang Jin và huấn luyện viên Park Sơ khi còn là cầu thủ đều từng chơi cho câu lạc bộ Lucky Gold Star. Lúc bây giờ danh thủ Thái Lan là Pia Pong cũng chơi cho Lucky Gold Star. Trước khi Kitisak trở thành một ngôi sao lớn của bóng đá Thái Lan thì Piat Popion là biểu tượng của bóng đá Thái. Và trước khi từ giã màu áo của đội tuyển quốc gia, Piat Pong đã kịp vô địch SEA Games năm 1993. Khi đó thì Kitisak cũng có mặt trong đội hình nhưng là một cầu thủ rất trẻ. Pia Pong là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên thi đấu tại K-League, tức là giải nhà nghề của Hàn Quốc. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang đứng vững trước lối chơi có thể nói là đường nét hơn trước rất nhiều của Thái Lan. Cùng với đó là cả những kinh nghiệm và tiểu xảo. Đường truyền dài của Quý Công Hải. Bóng đã chạm tay của Trọng Hoàng. Một tình huống rất nỗ lực của Trọng Hoàng để tạo ra đột biến về chiến thuật. Đó là một tình huống không dễ để kiểm soát.
Pansa. Tristan đỗ. Đường truyền của Thanabun. Bộ ba trung vệ Việt Nam vẫn đang rất cố gắng bao lót cho nhau. Hồng Duy. Công Phượng. Và va chạm giữa Công Phượng và Tristan đỗ. Vũ Văn Thanh vào sân. Trọng Hoàng rời sân. Trọng Hoàng đã rất nỗ lực thi đấu cho đến điểm này. Mới trở lại sau chấn thương, Trọng Hoàng đã cố gắng đá chính. Và lúc này anh nhường vị trí cho Vũ Văn Thanh. Văn Thanh sẽ thay Trọng Hoàng ở vị trí đá bên cánh phải. Văn Thanh là cầu thủ khỏi chấn thương chưa lâu và đã tập luyện rất nỗ lực để trở lại đội tuyển. Công Phương có thể dứt điểm không được. Cú đá là của Hùng Dũng. Trong tình huống này thì Manuel Bia và thủ môn Sivarak đã chơi không ăn ý. Đỗ Hùng Dũng là tiền vệ công thủ toàn diện, nhưng đá ở đội tuyển anh phải gánh trọng trách phòng ngự nhiều hơn, đặc biệt là khi đá cùng với Xuân Trường hoặc là Tuấn Anh. Cho đến điểm này Thái Lan vẫn chưa thay người. Tristan đỗ. Văn Thanh. Trong một ngày khỏe mạnh thì Văn Thanh là hậu vệ biên công thủ toàn diện. Chúng ta rất mừng khi cả Văn Thanh lẫn Tuấn Anh đều đã ổn định sau chấn thương. Họ đều đã phải dưỡng thương dài. Thái Lan thay người và bây giờ tiền đạo cao kèo Subhachai vào sân. Rời sân là tiền vệ Sarak. Ông Nishino bắt đầu sử dụng tiền đạo thực sự. Việt Nam đã thay hai cầu thủ, còn Thái Lan thay người đầu tiên. Subhachai là cầu thủ nằm trong độ tuổi U23. Trận đấu diễn ra cùng bảng G giữa Indonesia và Malaysia và lúc này đang có tỷ số là 2-1. Hai bàn thắng của Indonesia đều thuộc về Beto, trong khi đó bàn gỡ của Malaysia thuộc về Sumare. Nên nhớ là Indonesia thuộc nhóm bốc thăm có thể nói là yếu nhất tại vòng loại World Cup khu vực châu Á. Đây mà họ đang dẫn Malaysia. Điều đó đủ để chứng tỏ rằng bảng đấu này sẽ là rất khó lường. Trận đấu giữa Indonesia và Malaysia diễn ra tại chảo lửa Gelora Bung Karno. 90.000 vé bán hết bay. Một trận đấu có sức nóng của hai đội bóng có nhiều duyên nợ. Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia ở cùng bảng đấu. Đây là bốn quốc gia đã đồng đăng cai vòng bảng của Asian Cup 2007. Chúng ta hãy chờ xem ông Nishino sử dụng anh chàng cao kiều Subhachai như thế nào. Subhachai là cầu thủ của Buriram Jutit, đồng đội cũ của Xuân Trường. Subhachai mới 21 tuổi.
phút thứ 70 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 0-0. Cho đến lúc này của trận đấu thì Thái Lan vẫn là những người nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát trái bóng. Nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn biết cách để có thể tạo ra một sự cân bằng tương đối. Tuấn Anh. Pha xử lý khôn khéo của Tuấn Anh. Vũ Văn Thanh. Tiếp tục là Văn Thanh. Đột phá chân trái, cú đá trúng đích, nhưng nó không tạo ra một đột biến quá lớn với tình huống dứt điểm cuối cùng. Cú đá đi đúng vào vị trí của thủ môn Siborak. Khi mà Trọng Hoàng đã xong vai trò của mình thì Văn Thanh còn khỏe vào và chúng ta đã phần nào đó đè lại được cánh của đội bạn. Đó là một điều rất hay. Thitipan. Với một tiền đạo thực thụ là Supachai Jaidet, đội tuyển Thái Lan đã có thể sử dụng Thitipan ở vị trí tiền vệ trung tâm. Nhưng đây là lúc mà có thể là thể lực của Thitipan không còn quá tốt như trước. Đường truyền là của Supachok, lỗi việt vị. Trợ lý trọng tài số 2 An Samari đã căng gờ báo về vị. Cầu thủ Việt Nam rất vất vả. Rất may là Supachai xuống sớm một chút. Supachai là cầu thủ được xuất hiện nhiều tại AFF Cup cuối năm ngoái. Thitipan đã xuống sức và dường như pha tranh chấp gần nhất đã khiến cho cầu thủ này nỗ lực quá sức. Có lẽ là Thitipan không thể đá tiếp. Thitipan là cầu thủ khôn ngoan và cũng thi đấu với nhiều sức mạnh. Kể từ sau năm 1975 thì đội tuyển bóng đá Việt Nam bắt đầu tham dự các trận đấu vòng loại của World Cup từ kỳ World Cup năm 1994. Và kể từ đó đến nay thì bóng đá Việt Nam chưa một lần lọt vào tới vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á, nơi luôn góp mặt những đại biểu ưu tú nhất của châu lục. Với những thành công của bóng đá trẻ và cấp độ đội tuyển quốc gia ở quãng thời gian hơn một năm qua, đây là lúc chúng ta hy vọng rằng huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ của mình sẽ đi đến vòng loại cuối cùng và viết tiếp ước mơ đến với World Cup của bóng đá Việt Nam. Vẫn sẽ là quá sớm để nói về kết quả của những gì mà Park Hang-seo và các học trò có thể đạt được. Nhưng việc khẳng định mình thêm một lần nữa với những trận đấu ở vòng loại thứ hai này, trong đó có các trận đấu của đội tuyển Việt Nam với những đội bóng ở khu vực, rõ ràng sẽ là hết sức đáng chú ý. Đoàn Văn Hậu vào sân. Rời sân là Đỗ Duy Mạnh. Duy Mạnh bị đau và không thể đá tiếp. Văn Hậu sẽ vào để đá trung vệ. Văn Hậu và Trọng Hoàng, đôi cánh của đội tuyển Việt Nam tập trung đội tuyển lần này trong trạng thái chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương. Nhưng tính chuyên nghiệp, thể lực của tuổi trẻ và sự khát khao đã giúp cho họ tiếp tục góp mặt. Trọng Hoàng thì đá chính, còn Văn Hậu xuất hiện ở khoảng 15-20 phút cuối trận. Và đó là những giây phút rất cần thiết. Văn Toàn tiếp tục dẫn vào, chuyền ngang,
Không được, vẫn còn. Quang Hải vẫn không được. Chanathip Songkrasin. Vẫn lại là một pha tấn công vào cánh phải của đội Việt Nam. Nếu tôi không lầm thì đó đã là lần thứ 3 kể từ đầu trận hàng thủ của đội tuyển Thái Lan với những cầu thủ có vóc dáng tốt nhưng có phần chậm chạp, vụng về đã mắc lỗi. Nhưng đáng tiếc là đội tuyển Việt Nam lại không tận dụng được. Vâng, tôi đã hơn một lần nhắc đến điều này từ hiệp 1. Nhưng mà tiếc là chúng ta vẫn chưa thành công ở những pha đối mặt với hậu vệ Thái Lan. Cầu thủ vào sân là số 22 Giradon, 27 tuổi, đang chơi cho câu lạc bộ Samut Prakan. Thitipan, cầu thủ đang chơi tại G-League cho Uita Trinita đã rời sân. Thitipan là cầu thủ có thể nói là tích cực nhất và thậm chí có thể coi là nguy hiểm nhất trong trận thi đấu của đội Thái Lan trong những phút đã qua. Việc vừa phải nhô cao như một tiền đạo và hoạt động rộng để tạo ra ảnh hưởng đã khiến cho Thitipan mất nhiều sức. Và vừa rồi có lẽ là đã là một tình huống quá sức của số 8. Ngoài 3 vị trí chính thức đang chơi ở G-League thì trên cái dự bị của Thái Lan có 2 cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài, đó là Tumon Kawin bắt cho Leuven của Bỉ và Sasarak cũng chơi ở G-League cho Yokohama Marinos, đồng đội của Thiraton. Như vậy là Thái Lan đã thay cầu thủ cuối cùng, tiền vệ Phithiat rời sân, vào sân là số 21 Sivakorn. Subachok. Công Phượng. Rất tích cực. Tiếp tục là Công Phượng. Đường chuyền dành cho Văn Toàn. Trình bóng. Dứt điểm. Rất tinh đâu. Đối mặt. Rất tiếc là Văn Toàn đã không thành công ở pha bóng đối mặt với thủ môn đội bàn Sarawak. Đây là một pha bóng có lẽ đã nằm trong sự tính toán của cả đội. Một pha bóng không dễ gì có được. Pha phối hợp của hai người bạn thân Công Phượng và Văn Toàn đã có tiểu xảo nhất định từ Thiraton vào thời điểm cuối trận. Khi mà sức đã xuống thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức dướn của Văn Toàn. Tôi nghĩ rằng trong tí vừa rồi thì Thiraton đã chơi bằng tất cả những trải nghiệm của mình với bóng đá đỉnh cao. Anh xoài người ra để đón cú đá nếu như Văn Toàn dứt điểm. Và trong thực tế là Văn Toàn đã thực hiện cú chặt bóng thì Thiraton vẫn còn đó, một động tác gài người đủ để cho cầu thủ đối phương không thể dứt điểm. Và đó là pha bóng mà nếu như Văn Toàn có nhiều hơn một chút dẻo, độ dẻo của cơ thể thì may ra mới có thể tận dụng được thời cơ. Chúng ta đang chứng kiến một trận đấu hao tổn rất nhiều sức lực của cầu thủ hai bên. Trận đấu không quá hay, không quá hấp dẫn, nhưng xứng đáng là trận cầu đỉnh cao của Đông Nam Á.
phút thứ 80, tỷ số vẫn đang là không đều. Không loại trừ khả năng trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Thái Lan sẽ phải sử dụng những tình huống bóng bổng, khi họ đang có Supachai tiền đạo mục tiêu ở phía trên. Lỗi là của Văn Thành. Hai bên đều đã thay đủ cả ba cầu thủ được phép. Thiraton và Subachok. Trận đấu đã có tất cả 17 lỗi. 10 lỗi thuộc về đội chủ nhà. Thiraton. Đánh đầu. Pha dứt điểm của trung vệ cao 1m90 Pansa Hemdibun. Có cảm giác là những trải nghiệm với bóng đá đỉnh cao của Thái Lan đã giúp cho Đặng Văn Lâm chững chạc hơn. Có thể chỉ huy tốt hơn những pha bóng cố định và khống chế tốt hơn những quả bóng bổng. Trong những phòng như vừa rồi, Thái Lan có hai phương án về chiều cao. Tiền đạo mới vào sân thay người Supachai và trung vệ Pansa Hemdibun. Rất nỗ lực nắm bắt cơ hội. Đi bóng tiếp. Đó là Văn Toàn. Đường chuyền của Tuấn Anh. Chọc khe không biết vị. Một mình giữa 4-5 cầu thủ. Rất đơn độc. Pha xử lý của Văn Toàn đơn độc nhưng anh đã hết sức nỗ lực. Một mình giữa 5 cầu thủ đội bạn. Đúng là như cái cách mà Văn Toàn vừa giải thích với các đồng đội. Không có ai cả. Không có ai dâng lên đủ nhanh để có thể tạo ra một tình huống phù hợp với số 9. Nhưng dù sao đi nữa thì chúng ta cũng cần phải có một lời khen dành cho Văn Toàn ở trận đấu này. Anh là người đã mở đầu trận đấu cho đội tuyển Việt Nam với một tình huống mang đúng phong cách của mình. Tốc độ. Hơi tiếc một chút về khả năng tận dụng thời cơ của Văn Toàn và các đồng đội ở trận đấu này mà thôi. Tôi có cảm giác rằng đây là trận đấu có hơi hướng giống như những gì mà chúng ta đã trải qua ở King's Cup. Trong trận đấu bán kết của hai đội hồi tháng 6, Thái Lan có khả năng kiểm soát trận đấu nhỉnh hơn chút ít và có nhiều thời điểm họ tạo ra sức ép tốt. Nhưng về cơ bản, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì được sự chủ động tương đối và chúng ta biết cách kiên nhẫn để chờ đợi thời cơ. Tuấn Anh. Trên sân lúc này đội Việt Nam có 5 cầu thủ của câu lạc bộ Anh Gia Lai. Và tôi vẫn đang kỳ vọng Tuấn Anh được giữ đến phút này trên sân sẽ có những pha bóng chọc khe nào đó. Subachok. Chúng ta đã rất nỗ lực và tập trung để ngăn chặn những cú sút xa. Cú đá cuối cùng của Subachok đã vấp phải và truy cản của Bùi Tiến Dũng. Cho đến phút này thì một cầu thủ đã chơi năng động như Subachok thì cũng khó lòng có thể duy trì được sự dẻo dai. Có thể vẫn lắt léo đâu đó nhưng đến thời điểm cuối cùng khi ra chân thì tốc độ cũng không còn được tốt như trước. Rõ ràng là với những cầu thủ tấn công thì đến lúc này những pha bóng chúng ta vẫn gọi là tới cùng rất khó, luôn cần có sự viện trợ. Tuấn Anh đánh đầu giải nguy.
Quang Hải. Thiraton. Công Phượng vào sân đã nỗ lực để tìm kiếm những sự liên lạc với đồng đội Văn Toàn. Loạt trận vòng loại World Cup 2022 của cuộc châu Á sẽ tiếp tục diễn ra trong tháng 9. Nhưng ở lượt trận thứ 2 thì đội tuyển Việt Nam sẽ được nghỉ. Khi đó thì đội tuyển Indonesia sẽ chơi sân nhà để tiếp tục tiếp đội tuyển Thái Lan. Còn đội tuyển Malaysia sẽ là chủ nhà trong trận đấu gặp đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại với lượt trận trong tháng 10. Vào ngày 10 tháng 10 thì đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đội tuyển Malaysia trên sân nhà. Và vào ngày 15 tháng 10 thì đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Indonesia. Rất đẹp. Quang Hải. Văn Toàn di chuyển. Quang ơi! Chuyền ngang. Trình bóng Công Phượng. Không được. Một tình huống mà bộ ba Quang Hải, Văn Toàn, Công Phượng đã cố gắng liên lạc với nhau. Tuy nhiên cầu thủ Thái Lan vẫn chứng tỏ được kinh nghiệm và sự lão luyện của mình. Lỗi của Bùi Tiến Dũng. Một trận đấu rất căng thẳng và trọng tài đều phải nhắc nhở bao nhiêu cả hai đội. Bùi Tiến Dũng với nỗ lực ngăn chặn Chanathip Songkrasin. Trong tháng 11, cả hai trận vòng loại của Việt Nam đều thi đấu ở sân nhà gặp UAE và trở lượt về với Thái Lan vào ngày 19 tháng 11. Chiếc thẻ vàng. Thiraton. Văn Lâm đã làm chủ được tầm cao. Hiện nay ở Thái League, đội Muang Thong của Văn Lâm đang xếp thứ 6 sau 25 vòng đấu. Thái League có sơ mặt của 16 đội. Đến lúc này Buriram United dẫn đầu, thứ hai là Chiang Rai. Việc chỉ tập trung một mình Supachai Jadet cho đợt thi đấu này, cùng với việc cầu thủ đó cũng không được đá ngay từ đầu, chỉ ra một vấn đề rất rõ với phong cách của huấn luyện viên Nishino. Ông muốn chơi một số đông cầu thủ giữa sân và sử dụng số đông đó áp đảo rồi tấn công từ nhiều hướng khác nhau, nhưng rõ ràng là không có một sự chuẩn bị cụ thể cho một phương án tiền đạo nào. Và ngay cả khi Supachai Jadet vào sân thì phương án phục vụ cho Supachai hay sử dụng Supachai để làm tường cũng không hề xuất hiện. Đội tuyển Thái Lan gần như không tập kỹ với phương án có Supachai dưới đất hay nói cách khác là tiền đạo cụ thể nào. Thanabun vừa rồi đã phải nhận thẻ vàng. Trong cả trận hôm nay thì Thanabun luôn là tiền vệ đá thấp nhất của Thái Lan.
phút thứ 90. Cách biệt vẫn chưa được tạo ra. Một ngày không có nhiều dấu ấn của cả Chanathip lẫn Nguyễn Quang Hải. Quang Hải, quả chuyền, cú sút rất đáng tiếc lại bị trượt chân trụ. Đó là Công Phượng. Thời gian vừa qua Công Phượng không được thi đấu nhiều ở câu lạc bộ Saint Truiden tại Bỉ. Hết sức đáng tiếc cho một cầu thủ có trình độ và vào sân còn khỏe như Công Phượng. Anh đã dồn lực toàn bộ cho cú đá, nhưng phần nào đó chân trụ đã bị trượt ảnh hưởng đến pha dứt điểm. Một hình ảnh điển hình cho việc không được thi đấu nhiều nó ảnh hưởng như thế nào đến phong độ. Đó là vấn đề cảm giác. 4 phút đá bù giờ cho hiệp thi đấu thứ hai. Công Phượng. Công Phượng đi bóng. Đây là Văn Toàn. Quả phạt cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ phía trên của đội tuyển Việt Nam vẫn đang còn rất dẻo dai. Pha phạm lỗi của Tristan Đỗ, cầu thủ mang trong mình một phần dòng máu Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo vừa rồi đã phải nhận thẻ vàng. Với thẻ vàng thì ông vẫn có thể chỉ đạo cao thủ trong sân. Liệu có thể có một đường truyền như Lương Xuân Trường đã từng tạo ra ở King's Cup hay không? Còn 3 phút và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Công Phượng đá phạt. Rất cố gắng che bóng. Và bản gồm đã bị chặn lại. Hôm nay là một ngày thi đấu cực kỳ cố gắng của Nguyễn Tuấn Anh. Đến lúc này Việt Nam đã đội có nhiều cơ hội rõ rệt hơn. Rất tiếc là chúng ta vẫn chưa thể ghi bàn. Sau đây 3 ngày, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sát cánh cùng U22 Việt Nam thi đấu với U22 Trung Quốc tại Vũ Hán. Đài truyền hình kỹ số VC cũng sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này vào lúc 19 giờ ngày 8 tháng 9. Và giống như các trận đấu khác, VOV, VTC và Next Media sẽ thực hiện cho các đài phát thanh truyền hình trong cả nước tiếp sóng nguyên trạng. Thon. Pha kiểm soát tầm cao vừa rồi là của Đoàn Văn Hậu. Đường chuyền của Quang Hải. Văn Toàn. Văn Toàn phạm lỗi. Công Phượng. Hồng Duy. Những giây cuối cùng của trận đấu và một điểm trên thời gian là kết quả theo chúng tôi là tốt với đội Việt Nam. Văn Lâm. Góc sút đẹp đi nhiều. Xuất sắc, rất xuất sắc, rất xuất sắc. Tỷ số vẫn là không đều.
Supachok là người đã có cơ hội ở đúng khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu trên sân Thammasat. Văn Thanh đã có phần chủ quan trong tình huống này. Tình huống băng ra đầu tiên của Văn Lâm là hợp lý. Và ở khoảnh khắc cuối cùng quan trọng nhất, Văn Lâm vẫn đứng đúng chỗ. Rất may cho đội tuyển Việt Nam. Một tình huống có thể nói là hú vía. Nhưng ở thời điểm quan trọng nhất thì cầu thủ áo đỏ vẫn đứng vững. Kết quả hòa không đều trên sân Thammasat của Thái Lan ở lượt trận đầu tiên tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 đối với đội tuyển Việt Nam là một kết quả hợp lý. Đây là một sự khởi đầu có lẽ là tốt dành cho một chiến dịch mà chúng ta đặt nhiều kỳ vọng. Khoan hãy nói về con đường có thể tiến tới của đội tuyển Việt Nam. Hãy nhìn tới những gì mà chúng ta sẽ phải đối mặt với các đội bóng ở khu vực.